Chào các bạn, mình là Hùng, mình đến từ Anabim. Trong bài học lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để import các bản vẽ CAD vào trong phần mềm SketchUp để chuẩn bị cho quá trình dựng hình. Các bạn sẽ kích vào SketchUp 2013. Mục File, các bạn kích vào Import. Các bạn dẫn đường link đến thư mục các bạn chứa file. Mục Option, tùy chọn đầu tiên là Make Coplanar Face cho phép chúng ta gom các mặt phẳng đồng phẳng thành những khối. Mục Orient Face tức là chức năng định hướng mặt phẳng. Unit rất quan trọng, các bạn cần phải đặt đơn vị làm sao cho khớp với đơn vị trong bản CAD. Và tính năng cuối cùng này là tính năng chúng ta sẽ sử dụng tọa độ trong CAD để import vào trong SketchUp. Mình kích vào OK. Mình kích vào mặt bằng bản CAD, kích Open. Phần mềm sẽ báo chúng ta là những cái đối tượng nào chúng ta đã import vào và những đối tượng nào đã bị từ chối import. Mình kích vào Close. Bản CAD đã được import vào trong phần mềm SketchUp. Bây giờ các bạn sẽ vào Style. Các bạn sẽ thay đổi các style hiển thị làm sao cho bản vẽ CAD chúng ta có thể hiển thị một cách rõ ràng nhất. Các bạn kích vào Edit. Ở đây các bạn sẽ tùy chọn thiết lập cho mình. Mình sẽ bỏ Endpoint, bỏ Profile. Các bạn có thể thấy là cách hiển thị bản vẽ CAD đã được thay đổi. Và tùy vào nhu cầu của mình, các bạn có thể là thay đổi sao cho phù hợp. Các bạn kích vào layer, các bạn thấy là hiện tại có rất nhiều layer CAD đang được import vào. Và chúng ta không nên để như thế này, nó sẽ rất là lộn xộn và rất là nặng nề. Mình sẽ tạo một layer mới, tên là layer import CAD 1. Mình kích vào đây. Sau đấy mình sẽ lựa chọn các layer mà mình muốn xóa. Mình kích vào R1 và giữ Shift. Kích vào Afloor, chúng ta sẽ bỏ không chọn Add Grid và Add Gridden. Đây là hai layer của các đường lưới. Mục đích chúng ta giữ lại để làm tham khảo. Mình sẽ kích vào nút trừ. Hộp thoại hiện ra, chúng ta sẽ chọn chế độ Move Content to Current Layer, tức là di chuyển tất cả các đối tượng của các layer này vào trong layer Import CAD này, layer Current này. Mình kêu OK. Các bạn có thể thấy ngay lập tức các layer khác đã bị xóa và các đối tượng mà được vẽ bằng layer đấy nó đã được import vào trong CAD. Các bạn có thể kiểm tra. Mình kích vào Visible để tắt hiển thị. Các bạn có thể thấy. Tiếp theo mình sẽ tạo một layer tên là layer Grid. Tham khảo. Kích vào đây. Mình chọn hai Grid, Add Grid, Add Grid Done. Kích xóa và chọn chế độ mua content tương tự. Chúng ta đã có một layer thứ 3 tên là grid tham khảo. Chúng ta có thể kiểm tra. Đấy. Như vậy, trong quá trình chỉnh sửa layer, chúng ta đã tạo được các layer và làm nhẹ cái hệ thống layer làm sao cho nó bản vẽ nó đỡ rườm rà phức tạp. Các bạn có thể kích vào đối tượng bản vẽ CAD này. Kích chuột phải và ấn lock để khóa bản vẽ, tránh cho quá trình chúng ta vô tình chỉnh sửa hoặc di chuyển trong quá trình dựng hình. Các bạn làm thao tác tương tự cho các bản vẽ CAD khác. Sau khi import xong, chúng ta có thể sẵn sàng trong quá trình dựng hình. Hy vọng các bạn sẽ thuần thục các bước trong quá trình dựng hình này và lưu ý rằng và tùy vào mỗi người, chúng ta sẽ có cách thiết lập riêng cho bản thân và không có một cái quá trình nào là tiêu chuẩn cả. Đây là một trong những cái phương pháp mà mình đề xuất, phương pháp tham khảo mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.